Nhưng mà chiếc chè bom, xin chào quý cô chú anh chị ở xa đã quay trở lại với em ạ. À, cả nhà ơi, bí quyết gì để cho giúp cái cây khi chúng ta cắt đôn tàn lại thì nó mập như thế này và nó nằm chồi đều như thế này đây cả nhà. Đó, mọi người nhìn đây là cây hoa hồng thanh tú nha cả nhà ơi, quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. Và cả nhà nhìn bên đây, nguyên một cái lô bên đây thì nó cũng đang ra đọt rất là đều. Và đặc biệt cái đọt nó ra rất là mập nha cả nhà ơi. Cái đọt nó ra rất là mập nha cả nhà. Đó đây, thì cái bí quyết để làm sao cho cây nó đâm chồi để nhánh nó mập như thế này thì mời cả nhà chúng ta hãy cùng theo bước chân em xem cái bộ siêu phẩm bên vườn mai nhà em nó như thế nào cả nhà. Để qua Tết chúng ta chơi xong chúng ta con tàn cắt nhánh thì làm như thế nào để cây nó phục hồi như thế này nha mọi người ơi. Rồi, và xin bí mật, đây là màu ba bên vườn mai của chiếc chè bông đây cả nhà. Làm thế nào để cho cây nó đâm chồi để nhánh nè, rồi làm thế nào cho rễ nó ra cực mạnh nè, rồi làm thế nào cho nó biến vàng thành xanh. Đây cả nhà, đây là một bộ siêu phẩm bên vườn mai nhà em. Đây, thứ nhất là hũ rớt USA, bén rễ ra rễ cực mạnh. Thứ hai là một bịch siêu hấp thụ biến vàng thành xanh. Cả nhà nhìn nè, nó dùng không những cho cây mai, cây gì cũng ok hết cả nhà. Rồi thứ ba trong bộ này là bộ phân bón phi lượng rớt. Đây là chuyên siêu phục hồi siêu bột đọt cả nhà. Đó, bộ ba như ngày hôm nay thì bên vườn mai nhà em giao lưu với chúng ta giá là 300k một bộ, bên em bao ship đây cả nhà. Nói về 300 nghe nó nhiều nhưng mà thật ra nó không nhiều, nó rất là tiết kiệm nha cả nhà. Loại này về chúng ta xài được 500 lít nước nha. Hạn sử dụng của nó sẽ là 3 năm. Đây, và cái này thì được công ty độc quyền bởi là trung tâm sản xuất và phân phối mà giống của chiếc chè bông luôn nha mọi người ơi. Đó, cho nên cả nhà mua hàng này